Trong buổi học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đưa các cái file CAD vào trong dự án của chúng ta cũng như là thiết lập cái hiển thị của file CAD đấy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái bước là chúng ta sẽ đi vẽ các cái đường lưới cột cho dự án. Thì để vẽ các đường lưới cột thì các bạn vào trong tab Architecture, cái tab kiến trúc thì chúng ta sẽ có công cụ Grid nó nằm ở đây. Lệnh tắt của nó là GR. Các bạn kích vào. Thì ở đây các bạn thấy chúng ta có lệnh Line này để vẽ theo đường thẳng này, các bạn vẽ theo đường cong này, nếu các bạn muốn vẽ đường cong, hay lệnh Pick này. Đó. Ví dụ như mình vẽ theo đường thẳng chẳng hạn nhá, mình vẽ này, kích vào đây, mình kích vào đây này, đó, mình đưa chuột như này, mình kéo nó ra ngoài này và mình có thể giữ shift để nó vuông góc, kích vào, đó, được cái đầu tiên, xong tiếp tục kích vào đây, kéo ra đây, gióng thẳng hàng với cái này chẳng hạn, các bạn đưa vào đây nó tự động nó gióng thẳng hàng, này. Đó, kích vào, đấy, 1, 2, sau đấy tiếp tục sang đây chẳng hạn, kích vào đây chẳng hạn, đấy, và sửa tên thì kích vào đây này. Đó, trở thành A. Đó, đấy là lệnh vẽ line. Ngoài ra các bạn có thể dùng cái lệnh pick này. Bởi vì mình có file CAD rồi nên các bạn có thể đi pick theo những cái đường 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 CAD này. Đó, mình dùng pick này. Mình đưa vào chuột đây này, nó sáng lên này. Kích vào, đó, B này, C này, D và E. Đó, và các bạn lưu ý là khi các bạn thực hiện xong với các lệnh pick này, các bạn hay bất cứ lệnh nào thì các bạn phải kích vào modify và các bạn ấn ESC 2 lần để thoát lệnh. Đó, thoát lệnh. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta đã vẽ được những cái lưới cột rất là dễ dàng cho cái dự án này. Ngoài ra thì các bạn thấy là cái lệnh lưới cột này nó sẽ có những cái lệnh mà các bạn có thể cần trong một số trường hợp như là lệnh vẽ theo đường cong, vẽ cung lưới cột theo hình cong, cung tròn. Thì các bạn thấy chúng ta có cái lệnh này là lệnh Start and Radius, tức là lệnh điểm đầu, điểm cuối và bán kính. Và như này. Đó, các bạn thấy chưa? Hay là chúng ta có lệnh lệnh cung tròn. Đây, nó sẽ là điểm tâm này, xong bán kính này, xong như này, đó, được chưa? Ngoài ra các bạn sẽ có một cái lệnh khá là hay, đó là lệnh multi segment. Cái lệnh này nó dành cho các bạn làm dự án lớn hoặc những dự án mà có lô đất nó hình dạng hơi giặt dẹo một chút. Đó, thì chúng ta có thể tạo ra được những cái đường lưới trục rích rắc như này. Các bạn kích vào lệnh này này, đó, sau đấy các bạn đi vẽ này, vẽ. Ví dụ mình có cái lưới trục như này nhỉ? Đó, sau đó có thước lội này. Đó, các bạn thấy chúng ta vẽ được những cái đường lưới trục nó rích rắc như này. Như vậy thì các bạn đã được hướng dẫn vẽ các cái đường lưới trục cho dự án này nhá. Và các bạn thấy khi chúng ta vẽ xong, các bạn thấy này, ở các cái bản vẽ, ở các tầng chúng ta đã có lưới trục rồi. Được chưa? Đấy, tầng 1, tầng 2, tầng 3, kiến trúc hay là kết cấu đều có hết rồi. Nó rất là nhanh gọn. Được chưa? Ok, các bạn hãy thực hành cho các cái bản vẽ các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.